xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Kiến thức và đời sống được phát trên đài AV Cali. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vừa mới phát được 2 kỳ nhưng mà đã nhận được rất là nhiều phản hồi của quý vị. Và trong đó thì có rất là nhiều thắc mắc hỏi về những vấn đề về phong thủy, mua nhà, rồi hỏi là chúng tôi có thể giúp cho cái vấn đề đi mua nhà hay không. Và có những câu hỏi rất là chi tiết. Thì ngày hôm nay thì trước tiên chưa nói đến những cái lá thư của quý vị thì chúng tôi muốn xin chào anh Lê Đức. Xin mến chào Ái Mỹ Vân. Xin kính gửi chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình. Bữa nay thì chương trình của mình mới có 2 kỳ thôi nhưng mà đã có thư gửi về rồi, anh có cảm thấy vui không? Vừa vui nhưng mà cũng vừa lo tại vì... Lo là không biết khán giả hỏi những câu gì và có phù hợp để anh trả lời hay không hả? Lo là vì mình không phải là người thầy phong thủy chuyên môn. Chỉ là một cái hobby thôi. Hobby là nghiên một cái cứu sở thích thôi. Nghiên cứu. Nhưng mà em nghĩ là có nghiên cứu là coi như là đã có trải nghiệm rồi. Và anh, và theo em biết là anh đã có giúp rất là nhiều người để có những căn nhà tràn đầy năng lượng. Thì ngày hôm nay em có nhận được một cái lá thư của một em, cái cô này thì là cổ sinh năm 76, là Bính Thìn hả? Bính Thìn. Thì cái mail của cổ gửi về từ cái địa chỉ là lehoa@yahoo.com. Thì cô có hỏi là cô vừa mới mua nhà vào năm ngoái. Và cô mua nhà hướng Tây năm ngoái. Tây. Dạ. Trước nhà thì có một con đường chạy vào nhà. Thì mà khi mà cô mua được một tháng á, thì cô lại, cái cuộc sống của cô á, là nặng nề mà có nhiều khó khăn. Thì bây giờ cổ đang rất là hoang mang, cổ không biết là bây giờ cổ nên bán cái nhà đó hay là cổ nên mời thầy phong thủy về để giải quyết một cái số tìm được cái năng lượng trong ngôi nhà. Thì theo anh thì anh có thể giúp được cho cổ hay không? hơi khó, nhưng mà Bính Thìn đúng không? Dạ, Bính Thìn. Cô này mệnh mệnh thổ. Dạ. Cô này mệnh thổ mà nhà hướng Tây đúng không? Dạ đúng rồi. Hướng Tây là hướng kim, hướng Tây là kim. Là tốt lắm chứ. Thổ sinh kim thì là coi như là tương sinh đó, cũng tương sinh xuất nhưng mà tương sinh. Thì là đúng là cũng đâu có đến nỗi mà... Ủa đâu phải thổ sinh kim, thổ sinh kim đúng, đúng rồi. thì gọi là nó cũng không có khác. Nhưng mà cái đường đi vào nhà, đâm vào nhà thì thực sự ra người ta cũng khuyên là không nên mua nhà có cái đường chính, đường chính lộ đó. Dạ. Đâm vào nhà thì nó dẫn đến nhiều cái hãm khí. Dạ. Thì cái đó là người đời người ta truyền tụng như vậy thôi. Nói chung ra thì còn xét nhiều mặt nữa, nhưng mà về cái mạng của mình và cái hướng của nhà thì nó không có xung khắc. Thứ hai nữa là mới mua nhà một tháng. Dạ. Mua nhà một tháng thì dĩ nhiên là tâm tư bất an rồi, tại vì mình vừa trả món tiền nặng. Không, thật ra thì cổ viết vậy thôi, nhưng mà thật ra một tháng là năm ngoái cơ. Nhưng mà bây giờ có nghĩa là sau cái một tháng đó, còn bây giờ thì cổ cũng nói là cái cuộc sống thì nó cũng tương đối, nhưng mà cái vấn đề là cổ cảm thấy cuộc sống nó có vẻ như là nó không có được ổn á. Cổ bây giờ vẫn phải suy nghĩ là có nên là giữ căn nhà đó hay không, hay là căn nhà nó không hợp với cổ. Bởi vì cổ cảm thấy là có người thì nói là cái con đường mà đi vào nhà đó, cái đường của cổ là một cái đường cục đi vào nhà, thì cái đó là một cái năng lượng đang chạy vào rất là nhiều. Thì cô cảm thấy là như vậy, nhưng mà có người lại bàn ra là nói là cái con đường chạy vào nhà đó là không tốt. Cho nên cô bị hoang mang, cô nghĩ là không biết nên giữ bây giờ hay là nên bán. Cô cũng mua cũng được chắc năm rồi đó, cô nói. Ok, thì bây giờ theo cái thiện ý của tôi đi. Nó như thế này, khi mà mình cảm thấy mình ở trong một căn nhà mà mình cảm thấy bất an. Dạ. Mình cảm thấy lo lắng, mình cảm thấy phiền muộn, mình cảm thấy ở trong người mình đó, cái thước đo mà quan trọng nhất là không phải là người ta nói. Cái thước đo mà người ta nói đó nó không có đúng đâu. Tại vì người ta nói là người ta nói phiếm diện theo cái hiểu của người ta thôi. Mà cái thước đo chính xác nhất đó, tại vì phong thủy nó đa dạng lắm. Nó đa dạng, đa chiều. Nó là một cái hành khí mà mình cũng không có sờ mó thấy được. Mà nó đúng ra thì nó là những cái giao thoa tương hợp hay tương khắc giữa những cái điện từ trường.
của cái vũ trụ mình đang ở và cái điện từ trường của cái bản thân mình. Đó, nếu mà mình cảm thấy nó có cái gì nó sinh khắc á, thì là cái tâm mình, cái bản thể của mình sẽ thấy nó. Cũng như chúng ta thấy mà chúng ta đối diện với một cái gì nguy hiểm đó, đâu ai báo hiệu cho mình cái gì nguy hiểm đâu, nhưng mà mình cảm nhận được cái sự nguy hiểm đó. Thì cái đó đâu có cái ông hàng xóm hay cái bà hàng xóm nào mà nói cho mình đâu. Chỉ có mình thấy thôi. Thì cái đó, cái thước đo đó rất là quan trọng. Nhưng mà làm sao mình biết mình dùng cái thước đo đó được? Tại vì nhiều khi cái bà hàng xóm với ông hàng xóm với người bạn mình nói, nó lại ảnh hưởng, nó chi phối đến mình nữa. Thành ra mình đúng bị rồi. Cái tâm lo là mình lo vì người ta nói. Thành ra mình lại chi phối thì mình lo theo. Nhưng mà trước nhất á, trở lại vấn đề là theo tôi đó thì mình nghe là một chuyện, nhưng mà mình làm sao mình tĩnh tâm. Cần nhất là mình tĩnh tâm. Tại sao tĩnh tâm? Tĩnh tâm là khi cái tâm mình đó lắng xuống đó, thì cái điện từ trường của mình nó mới mạnh. Đó, nó là một cái thể nó mạnh ra thì nó mới đón nhận được những cái điện từ trường ở ngoài vào, thì mình mới biết được. Tại vì cái sự sinh khắc đó do mình thôi. Cũng như mình gặp một người mình ghét, một người mình thích, nó cũng là những cái điện từ trường giao hưởng với nhau thôi. Thì cái nhà mình ở cũng vậy. Thì bây giờ mình nên lắng nghe cái tâm của mình nghe cái thần của mình, nó báo hiệu là nếu mà mình cảm thấy không vui, bất an, mình thấy liền. Tôi nghĩ là mình thấy liền chứ không cần phải, nhưng mà mình phải tĩnh lặng thì mình mới thấy được cái đó. Và khi mình thấy được cái đó thì thí dụ đi, mình giả thử như cái câu của cái cô này, cái chị này nó đúng đi. Mình cảm thấy là tự nhiên mình về đây, mình cảm thấy là công việc của mình nó không được như ý, sức khỏe của mình nó không được như ý, tất cả cái chuyện đó. Thì mình tạm thời kết luận là có thể mình không học với cái điện từ trường của cái không gian mình đang ở. Đó là một. Nhưng mà đây là vì cái lá thơ này nó giới hạn chỉ có cô này và cái nhà thôi. Chứ mình không biết là cô này còn có chồng hay có con hay có bao nhiêu yếu tố khác nữa. Rất nhiều những yếu tố phụ. Và dĩ nhiên là cuộc đời mình giờ bỏ cái yếu tố căn nhà đi, thì cuộc đời mình, cái công ăn việc làm của mình nó vẫn có thể thăng trầm, mà đâu phải là lúc nào nó cũng đi như một con đường thẳng đâu. Đến nào có thăng trầm, thành ra mình phải tách những cái gọi là factors, những cái ảnh hưởng, những cái yếu tố để mà mình lọc nó ra để mình biết. Tại vì các căn nhà là một cái đầu tư lớn, vô cùng quan trọng, vô cùng lớn. Mình không thể coi như là một cái gì mà muốn thay đổi nó là mình thay đổi. Đó. Đúng rồi. Mình mua nó, để trở lại vấn đề nữa thì nó có, khi mà mua căn nhà đó, như lúc trước có nói là mua căn nhà thì là nhà đất nó chọn mình chứ không phải là mình chọn đất. Đất nó chọn mình. Thì tại sao đất nó chọn mình là nó có cái tương hợp thì nó chọn mình. Nhưng mà tại sao có những hiện tượng là mình mua xong thì là mình thấy phiền nhiễu. Đúng rồi. Đúng không? Hay là mình chưa đủ cái lực để mình giữ căn nhà đó. Nó không, bây giờ mình cũng nói với theo cái cách gọi là chủ quan thôi. Thường thường theo tôi kinh nghiệm đó, nó có hai yếu tố mà làm cho cái tâm mình phiền nhiễu. Là mình làm cái gì xong đó mình cảm thấy nó bất an. Chứ không phải là vì cái việc đó nó làm bất an. Mà mình làm xong cái việc đó thì mình bất an. Nghe khó hiểu không? Em có thể hiểu được chút xíu. Tại cái việc đó nó không làm bất an, mà mình làm cái việc xong đó bất an. Đó là do hai cái mà nó làm cho mình quyết định. Mà quyết định nó không do cái lòng của mình mà quyết định, đó là cái lòng tham. Nhiều khi mình mua căn nhà đó chưa chắc là mình đã thích, nhưng mà nó có những yếu tố lợi lộc gì đó mà nó làm cho mình khởi cái lòng tham lên, thành ra mình mua nó. Mình mua xong đó thì là mình lo âu. Thấy không? Cái lòng tham là mình mua nó mà mình thí dụ như tôi nói, thí dụ như là mình mua phóng tay chẳng hạn. Mình biết có cái điều gì đó mà mình mua phóng tay thì nó cũng là lòng tham. Rồi mình mua là vì mình muốn
cái này nó hợp với này, nó mình tính toán theo cái hợp của mình thì nó cũng đẻ lòng tham. Tại vì khi mà nó đẻ lòng tham thì cái mắt mình nó bị giới hạn. Tại vì mình chỉ thấy cái điều mà mình muốn thấy thôi, còn cái điều mà nó có thể đưa cho mình những cái bất an đó, thì mình không thấy nó nữa. Thì khi mình quyết định đó thì là đất nó chọn mình đó chứ, nhưng mà tại vì có thể nó không chọn mình, nhưng mà mình chọn nó là vì cái lòng tham mình khởi ra cho mình, cái điện của mình nó quyết định cái dòng đó. Thành ra khi mình về đó thì mình cư trú ở đó thì nó mới xảy ra những cái chuyện gọi là ở cái mô môi sinh như vậy. Rồi một cái yếu tố nữa thì là nó không làm tham thì là nó do cái sự ảnh hưởng của người khác. Ví dụ như đến người mua nhà đó, họ hay dẫn theo nhiều người. Dạ đúng rồi. Không? Họ hay dẫn những người mà có uy tín. Ví dụ như họ mua, họ nhờ những người phong thủy đến coi, họ nhờ bố mẹ đến coi, họ nhờ bạn mà có uy tín đến coi. Những cái người góp ý đó đó là có thể đó là cộng vô, thì ra khi mà mình mua đó là mình bị gọi là bị lôi cuốn theo cái nhìn của người khác. Mà về phong thủy đó, tôi vẫn có cái suy nghĩ như này nè. Cái phong thủy đó nó đơn giản lắm là mình thử tưởng tượng đi, cái áo của người ta mặc á, mình không thể nào mình mặc lên người mình được. Dù là cái người đó mặc đẹp nhưng mà mặc lên người mình không đẹp. Thành ra không phải cái vật chất nó quyết định cái đẹp xấu, mà nó phải phù hợp với lại mình. Đúng không? Nó phù hợp. Có những cái áo người khác mặc rất là xấu nhưng mà khoác lên mình thì đẹp. Nó lại rất đẹp, đúng không ạ? Thì cái đó là phong thủy. Tại vì nó hợp thì mỗi một cái cá tính nó có cái sự mà tùy phù hợp với nó. Mà nếu nó phù hợp với nó thì nó tăng thêm cái sức sống. Thì làm sao để mình có thể tìm được một cái cách phù hợp, tại vì mua căn nhà nó rất là lớn. Giống như cô này bây giờ cô đã mua một căn nhà đó rồi, bây giờ cô cảm thấy rất là khó chịu, trong gia đình xào xáo rồi đủ thứ hết, cho nên là cô không có biết là bây giờ nên giải quyết bằng cách nào. Và làm sao để mình, chẳng lẽ mình đi mua nhà mình không có dẫn bạn hoặc không dẫn bố mẹ, mà bây giờ cái người này người ta còn đã dẫn ngay cả một cái thầy phong thủy là cái người có kiến thức về tất cả mọi thứ, thì dù sao thì mình cũng nên tin tưởng hơn, hay là theo anh thì mình tự mình đi rồi tự mình thử, tự mình chiêm nghiệm. Tôi nói thật luôn, tại vì tôi cũng nghiên cứu phong thủy, nghiên cứu theo cái kiểu gọi là hobby thôi, nghiên cứu theo cái kiểu tò mò thôi, nhưng mà tôi cũng nghiên cứu sâu lắm chứ không phải là... Em thấy cái gì mà anh nghiên cứu là rất là sâu. Ở trên cái dạng gọi là nghiên cứu, tại vì khi mà nó có một cái tính khoa học trong đó thì tôi thích tìm hiểu lắm. Mà tìm hiểu nó mất một thời gian rất lâu, nhưng mà để mình gặt hái được cái gì đó, thì tôi cảm thấy rằng là trong khi mình học đó, học tìm tòi nó khác, học để mà biết để mà dùng nó khác, rồi học để mà kiếm tiền nó khác. Thấy không? Thì ra những cái quyền lợi nó đi với nhau. Bây giờ thí dụ như mình tìm một người thầy phong thủy, tôi biết là có những người thầy phong thủy rất là giỏi. Tại vì trời cho họ có những cái gọi là đặc tính, họ thâm thấu với lại cái vũ trụ, chứ mình cảm ứng với vũ họ trụ, cảm ứng được, người ta đến người họ ta cảm đến ứng người được. Ta có thể nhìn được, tại vì cái đó là trời cho người ta có một cái năng lượng như vậy, có cái khả năng như vậy, mà cái sách học thì nó không thể còn. Nào mà cho mình cái đó được, cái đó là cái thiên phú, nhưng mà có không có, ok. Còn có những người mà thầy học phong thủy ấy, thì họ chỉ có dựa theo sách vở thôi. Sách nói sao thì cứ thế mà bàn. Đó thì cái phong thủy đó nó không có giúp mình nhiều, tại vì trong cái sách đó biết thế nào là sách đúng và sách sai. Tại vì mình có thể mua, bây giờ tôi nói nguyên một cái chuyện đơn giản thôi, này đơn giản thôi là cái môn toán của tôi chẳng hạn, tôi dạy toán chẳng hạn, thì mình nói là có hai cuốn sách toán này nó phải đúng nhau hết thì sao nó có sai được. Nhưng mà hai cuốn sách nó trình bày khác nhau là mình cũng rối trí rồi, đúng không? Đúng rồi. Mình đọc hai cái cùng một cái môn, nó rất là khoa học, nó thẳng thừng, chả có gì là sai hết. Nhưng mà cái người tác giả đó trình bày cuốn sách đó là nó cũng rối ren rồi. Thành ra khi mà học cái gì nó quan trọng là cái sự trình bày chi tiết đó. Thì cái người thầy mà học theo cái kiểu mà tin vào sách đó
thì tôi thấy là nó khó ứng dụng lắm. Dạ. Tại vì nó rất là nhiều cái chi tiết. Còn cái người mà biệt tài của đó. Họ đó, thì cái người đó là cái người mình có thể mình dựa vào. Dựa vào thôi, nhưng mà cái quyết định chính đó vẫn là cái lòng của mình. Tại vì sao? Nó luôn luôn nó có trường hợp đặc biệt mà chỉ có mình thấy mình được. Bây giờ thí dụ nha, bây giờ tôi nói cái này đi, tình yêu đi, nói tình yêu cho nó dễ hiểu. Bây giờ cái hai người này yêu nhau, đến với nhau, họ thích nhau. Thế bây giờ cái ông thầy, ông bảo là tuổi này không hợp, không với, hợp nhau. Với nhau. Thì bây giờ mình tin ai? Mình không lẽ là yêu đi, khi nào không hợp mình tin. Không có thì đó thì giống như căn nhà thôi. Không lẽ mình, đúng không? Mình có căn nhà đó mình thích. Có cái ông thầy phong thủy ông bảo rằng là cái này không hợp. Với hai người trai và gái yêu nhau thì cái ông thầy bói ông bảo là khác tuổi. Là chết á. Cái gì đó. Thì bây giờ không lẽ mình bảo thôi thôi chia tay em, chia tay anh, chúng ta thầy nói à. Đúng không? Thì cái lý do đó mà tôi thấy rằng là nó rất là khó để mà mình dựa vào ý kiến dù là chuyên môn của người khác để mà quyết định một cái gì nó rất là quan trọng với mình. Thì bây giờ và trở lại cái vấn đề của cái cô gái này đi ha, thì bây giờ theo anh á là bây giờ cổ nên như thế nào? Theo tôi bây giờ mình đã có cái giương tay rồi thì mình hãy chấp nhận với nó. Bây giờ đã phong thủy là gì? Phong thủy là mình tạo được cái sinh khí tốt cho cái khu mình ở. Cái đó là có thể, ha? Trọng tâm của nó là mình tạo ra những cái luồng sinh khí tốt. Thì bây giờ thế nào là một sinh khí tốt? Tại vì nó là cảnh. Cái cảnh nó tạo cho cái tâm. Thí dụ như bây giờ trong nhà mình nó có những cái điều gì đó thì là mình xoay lại. Xoay cảnh lại. Mình trang trí lại. Mà như vậy đó nó thoát. Tại vì sao? Nhiều khi cái đầu mình nó có cái gì nó, mình nhìn nó mình không thích, mình không dám làm, mình không biết tại sao hết. Cũng như mặc quần áo vậy. Bây giờ vì mình mua cái bộ áo quần về, tại sao mình biết sửa này chút, may cái này chút, khi mình chửi kia cho nó điệu để cho nó phù hợp với cái thể trạng của mình, cái thể dáng của mình. Thì mình mặc mình cảm thấy vui hơn. Thì tôi nghĩ nhà không có tội, đất không có tội, mình không có tội. Mình chỉ biết làm sao mình chỉnh dùng cái khả năng mỹ thuật của mình, thẩm mỹ của mình để mình cân lại cái cảnh trí trong nhà thì tự nhiên cái tâm mình nó an. Chứ cái tâm mình nó an thì công việc gì cũng vậy. Mình tính toán nó thuận hơn là nó nghịch. Thì tôi thì vẫn coi trọng cái cảnh trí trong nhà, thí dụ như là phòng khách, cái gì đó mặt tiền của căn nhà. Thấy không? Tại vì mình đi ra đi vô là cái mặt đúng tiền rồi. Nó rất là quan trọng. Mình đi vô mình cảm thấy là một cái cảnh mà nó êm đềm, hoặc là có hoa, hoặc là có trái, hoặc là có cái thảm cỏ, tất cả. Là có một cái giống như là cái nước để đang chảy, mình cảm thấy nó thanh bình thì mình cảm thấy cái tâm mình nó yên. Đúng mình rồi. Bước vào nhà mình cảm thấy nó sạch sẽ. Chính rồi xác. Thoáng mát đó. Và tự nhiên mình cảm thấy nó an vui. Mà mình có thể làm được. Có thể làm được thì thí dụ bây giờ một người con trai mà gặp người con gái đẹp, họ có quay đầu nhìn không? Quay đầu nhìn chứ. Nếu cái người chung người ta đi quay căn nhà mình mà nó đẹp, người ta quay nhà nhìn không? Quay nhà nhìn chứ. Khi mình cứ tưởng tượng cái quay đầu nhìn đó là cái gì? Đó là khí tốt. Đúng không? Thì khi mình tạo được cái sức hút như vậy đó, tất nhiên là mình hút bao nhiêu những cái sinh khí tốt ở trong nhà mình rồi. Vậy bây giờ anh hãy cho cổ một cái lời khuyên đi. Cái lời khuyên là bây giờ chắc chắn là phải giữ căn nhà. Đúng không? Phải giữ, đừng có tơ tưởng nữa. Tại vì mình bị chi phối bởi có thể lời bàn của người này người nọ. Mình nói bán căn nhà đi hay tất cả cái sự bàn luận đó, tôi nghĩ rằng là đầu tiên là gạt hết cái bàn luận đi. Mình cải tạo, mình cải hóa. Có cần phải mang thầy phong thủy về để giúp không? Hay là bây giờ tự mình làm trước? Tôi thấy được là bây giờ lại gọi là mang thầy vô nữa thì là rối. Là rối, ok. Cái đây là vấn đề nó thật. Rối, tại vì thứ nhất mình tìm được thầy hay phải nói là khó hả? Là đếm trong lòng bàn tay, khó lắm. Bây giờ mình phải tự mình điều chỉnh trước. Làm sao cho mình cảm thấy nó thoải mái. Mình, thay vì
phải trang sức cho căn nhà. Dạ. Đầu tiên là cái mặt tiền của mình. Dạ. Tôi thì quan trọng nhất là cái hai cái mặt quan trọng. Thực sự ra bốn mặt của nó đều là quan trọng. Mà tôi hay dùng cái thế mà lâm lân quy phụng. Đúng rồi đó. trong cái tôi hay gom ý lại lắm là nó có cái tứ quý là bốn con thần vật. Dạ. Bốn con thần vật đó nó đứng cho bốn cái phương hướng của góc vị của căn nhà. Dạ. Và nếu mà mình trang trí làm sao mà nó phù hợp với lại bốn cái con thần vật đó thì là mình có sự an tâm. Bởi thế tôi nói đây là cái môn khoa học thử nghiệm, là vì thế này nè. Người mình không biết các người như thế nào, nhưng mà cái người xưa đó, người ta xây thành, người ta xây nhà, người ta xây pháo đài, người ta xây tất cả những cái đó, họ đều dựa vào tứ quý. Cái tứ quý đó hết. Thế tại sao họ dựa vào? Tại vì họ nhìn, họ thuận với thiên nhiên. Yeah. Họ nhìn đến thiên nhiên. À, còn họ ghi nhận lại tứ quý thôi, chứ thực sự ra cái đó là cái mầu nhiệm của thiên nhiên. Yeah. Mình không cãi được cái mầu nhiệm của thiên nhiên, tại vì mình chỉ là một cái phần tử rất nhỏ trong cái vũ trụ này thôi. Mà nếu mà mình xây dựng một cái đại vũ trụ, cái đất thế của mình là cái vũ trụ lớn hơn mình nhiều lắm. Mình xây được cái vũ trụ nhỏ, nó chứa mình trong đó thì là mình an bình. Thì bốn cái con thần vật đó là gì? Biết không? Long lân quy phụng. Long lân quy phụng. Thứ nhất là con tứ quý là con phượng. Con phượng nè. Con phượng nè. Con rồng nè. Con rồng nè. Con rùa nè. Con rùa nè. Và con hổ, con bạch hổ. Bạch hổ. Dạ. Bốn con đó. Anh à, vậy thì nếu mà mình bây giờ mình không có mời thầy phong thủy thì mình có thể mời kiến trúc sư về để tư vấn, hoặc là một cái họa sĩ nào đó để cùng giúp cho mình được hay không? Được chứ. Bây giờ nhá, bây giờ nói về cái vấn đề cô này đi, sợ là hết show, hết thời gian mà mình vẫn chưa giúp được cho cổ là coi như là cổ sẽ rất là buồn. Bây giờ thì vấn đề designer rồi đúng không? Bây giờ thiết kế rồi đúng không? Tại vì mình muốn nói là muốn thay đổi về cái đó thì mình dùng designer. Vì dùng designer, nhưng mà bây giờ định dùng designer, tôi thì tôi khuyên là tùy theo cái khả năng tài chính, nhưng mà đầu tiên là mình hãy làm những gì trong cái phạm của mình chứ, phạm vi mình có thể làm được. Để mình coi, thứ nhất là mình sửa soạn lại cái mặt tiền của căn nhà. Thôi vì trước mắt á là em xin chị là Lê Hoa cũng đã nghe những cái chia sẻ của anh Lê Đức, là anh nói là bây giờ mình có thể là mình sẽ dùng tất cả những khả năng của mình để có thể bài trí lại cái mặt tiền của ngôi nhà của mình, làm sao để cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng và nó an vui, thì có thể sẽ mang một cái luồng năng lượng mới, một cái khí tốt đến cho ngôi nhà, thì có thể cái tâm của mình nó sẽ bình an và cái cuộc sống của mình có thể từ từ mình giải quyết những cái vấn đề khác một cách là có thể là nó sẽ từ từ nó biến chuyển. Bởi vì con người, cuộc sống nè, rồi công danh sự nghiệp, tình yêu thì nó cũng có lên có xuống, thì sau cái thời gian xuống thì nó sẽ lên. Thì em hy vọng là sau khi mà chị xem chương trình thì chị có một chút về cái cảm nhận và mình của anh, và của anh đã chia sẻ, và chị sẽ thực hành cái điều này để tạo ra những cái điều tốt đẹp trong ngôi nhà của mình. Và bây giờ thì thời gian cũng đã hết rồi. Ái Mỹ Vân xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi về tất cả những vấn đề quý vị gửi về chương trình với email là kiến thức và đời sống@yahoo.com. Chúng tôi sẽ rất là vui khi được trả lời tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.